Tòa án nhân dân huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum cho biết đã xét xử tuyên phạt bà Đồng Thị Hồng 38 tuổi, chú tổ 8 thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ vì có hành vi xé biên bản đạp cảnh sát giao thông. Người phụ nữ này từng gây xôn xao dư luận vì có hành vi chống người thi hành công vụ. Theo hội đồng xét xử, Tối ngày 18 tháng 9, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Đắc Hà phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Kon Tum thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đắc Hà. Qua kiểm tra phát hiện người đàn ông sinh năm 1986, ngụ thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum là bạn của bà Hồng, điều khiển xe máy có biểu hiện sử dụng rượu bia nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, lập biên bản xử phạt. Lúc này Hồng còn có những lời nói thô tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ dùng chân đạp vào cán bộ cảnh sát giao thông, dùng tay hất rơi điện thoại của cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Căn cứ các tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Đồng Thị Hồng để tiếp tục xử lý theo quy định.